đây chợ Vườn Đạo, đối diện chợ gà, chợ cá, chợ rau, chợ thủy hải sản. Nhà này là nhà đối diện chợ luôn, chợ Vườn Đạo của khu công nghiệp Vườn Đạo, thị trấn Bến Lức, đường số 10. Nền này 4,5 m, sâu vô 14, có lề lối, có sổ hồng riêng hết. Hướng Nam, chủ đang gửi là 2,4 tỷ thương lượng, thổ cư, sổ hồng riêng. Bà con mình vô đường số 10 nè, bên chợ này, bên hông chợ nè, đường số 10, đối diện cái ông bán dừa tên Thanh, trùng tên với Thanh Cò luôn. Đây chiều chiều bà con mình đi chợ ở đây đông lắm, công nhân ra rất là đông, đông nghẹt luôn. 2,6 tỷ thôi nha bà con, đối diện chợ luôn. Bà con mình muốn tìm hiểu thì lên mạng Google Map trên điện thoại của mình đó, mình gõ chữ là chợ Thuận Đạo, Bến Lức, Long An thì nó sẽ ra nha. Đây là trung tâm của thị trấn Bến Lức, có khu công nghiệp Thuận Đạo, có cảng Bồn Bon, có khu nhà ở Trần Anh Riverside, có khu dân cư Hoàng Long hoặc là gọi là Long Kim 2, rồi có chợ Bến Lức, rất là nhiều thứ xung quanh ha. Đây là đất của trung tâm luôn, đất ở đô thị. Đường số 10, đường của chợ Thượng Đạo, đối diện chợ Thượng Đạo nha bà con. 4,5 m nhân 14, đã có lề riêng rồi nè, đây cái lề riêng luôn nè. Bà con mình xây hết đất luôn, có sổ hồng riêng luôn. Đất ở đô thị, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 2,4 tỷ, giá thì còn thương lượng. Rồi, ai cần thì alo cho Thanh Cò. Số điện thoại, Zalo, Viber luôn, 078 666 8368. Thanh Cò đọc lại, 078 666 8368. Thanh Cò xin chào.